Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 14 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, huyện Thọ Xuân vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Năm 2024, cấp ủy chính quyền mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện tốt các khâu, các bước từ việc nắm nguồn nhập ngũ, công tác khám sơ tuyển, khám tuyển tại huyện, công tác thâm nhập, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ, tổ chức gặp mặt động viên, quản lý quân số, Do vậy, năm 2004, huyện Thọ Xuân đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với tổng số 237 thanh niên cho các đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Trong đó, số lượng giao quân cho các đơn vị quân đội là 215 thanh niên, số lượng giao quân cho các đơn vị công an 22 thanh niên. Dịp này, huyện Thọ Xuân đã khen thưởng cho 11 tập thể và 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2024. Tối qua ngày 27 tháng 3, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã tổ chức diễn đàn doanh nhân số thứ hai với chủ đề Kinh doanh trên nền tảng số. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp livestream qua các nền tảng mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự quan tâm theo dõi của các doanh nghiệp. Tại diễn đàn, các diễn giả là các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã trao đổi chia sẻ nhiều thông tin góc nhìn toàn cảnh về nền tảng số, trí tuệ nhân tạo AI, xu thế tất yếu của kinh doanh trên nền tảng số, cách khai thác và phát huy các phần mềm video marketing, áp dụng kinh doanh online, ứng dụng sàn thương mại điện tử để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đồng thời trao đổi chia sẻ kinh nghiệm của doanh nghiệp mình khi áp dụng kinh doanh trên các nền tảng số, những cơ hội, thách thức khi áp dụng nền tảng số cho các doanh nghiệp bán sản phẩm, dịch vụ, hướng dẫn cách làm các video ngắn và giải đáp nhiều băn khoăn vướng mắc của các doanh nghiệp khi bắt đầu ứng dụng kinh doanh trên nền tảng số. Hiện nay, chuyển đổi số và ứng dụng các nền tảng số vào kinh doanh đang trở thành xu thế tất yếu và là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp khai thác phát triển thị trường, khách hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do đó, việc tổ chức diễn đàn doanh nhân với chủ đề kinh doanh trên nền tảng số đã giúp các doanh nghiệp cập nhật thêm những kiến thức quan trọng để hiểu đúng về nền tảng số và cách ứng dụng nền tảng số vào kinh doanh, từ đó bắt nhịp xu thế chuyển đổi số, tạo ra những đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tác động của dịch bệnh, lạm phát kinh tế thời gian qua đã và đang khiến cho việc tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường các chương trình kết nối xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp trong cùng hiệp hội, ngành hàng được xem là giải pháp quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển thị trường, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có hàng chục tổ chức hội hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng như: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ hội doanh nghiệp các huyện thị thành phố, hiệp hội diệt may tỉnh, hiệp hội đá thanh hóa. Nhiều tổ chức hội hiệp hội đã tích cực tổ chức các chương trình giao lưu, kết nối, trao đổi thông tin giữa các thành viên trong hiệp hội với nhau. Thường xuyên tổ chức các diễn đàn, hội thảo xúc tiến hợp tác đầu tư, giới thiệu quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp. Từ đó giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội tìm kiếm các bạn hàng đối tác mới. Hiệp hội doanh nghiệp nông cống thì đối với cái con số của doanh nghiệp ấy, thì hiện, hiện nay là đến gần 500 doanh nghiệp thì trong đấy phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ vừa và kinh doanh nhỏ lẻ thì chúng tôi đã có cái nghị quyết ngay từ trong năm rồi thì phải liên doanh liên kết rồi chấp mỗi khách hàng và kết nối cho các doanh nghiệp lại với nhau để học hỏi kinh nghiệm rồi trao đổi những cái giao lưu hàng hóa rồi kết nối được với các cái bạn hàng không những trong nước và ngoài nước hiện nay nhu cầu giao thương kết nối mở rộng quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp ngày càng tăng cao Việc phát huy vai trò của các hiệp hội ngành hàng trong tổ chức chương trình xúc tiến để mỗi doanh nghiệp trở thành đối tác bạn hàng càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, các hiệp hội cũng cần chú trọng đổi mới nội dung chương trình kết nối gắn với sở trường thế mạnh và nhu cầu cụ thể của hội viên. Có như vậy, các hoạt động kết nối mới thực sự thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia là điều kiện để doanh nghiệp kết nối mở rộng thị trường hướng tới sự phát triển sản xuất kinh doanh. Những năm qua, Hội nông dân huyện Quan Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Hội nông dân huyện Quan Sơn đã tin chắc và ủy thác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với dư nợ 210 tỷ đồng cho 2.500 hội viên nông dân vay đầu tư sản xuất. Duy trì 140 triệu đồng nguồn vốn hỗ trợ nông dân cho 7 hộ đầu tư chăn nuôi trồng trọt. Hội nông dân huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Quan Sơn chuyển giao tiến bộ khoa học mới về sản xuất rau củ quả, con nuôi an toàn cho nông dân. Ngoài ra, hội đấu mối với các doanh nghiệp trong việc cung cấp giống, phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học để chăm sóc cây trồng, xây dựng phát triển các mô hình kinh tế trang trại đồi rừng gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đối với hộ đã là nghèo rồi thì cái yêu cầu thế chấp lại không cao, cho nên là cái mức vốn vay để đầu tư vào phát triển sản xuất là cũng đang còn hạn chế, cho nên là chúng tôi cũng rất mong là quá trình thực hiện mà làm thế nào trong cái thay đổi được một cái cơ chế làm thế nào cho các hộ gia đình đặc biệt là hộ nghèo hộ cận nghèo và cái hộ có cái khả năng muốn tiếp cận thì được tiếp cận cái nguồn vốn nâng cái mức vay lên cho bà con và giảm cái lãi suất để bà con có thể đầu tư. Đến nay trên địa bàn huyện Quan Sơn có gần 1.600 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp nhiều hộ nông dân có thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng một năm. Đây là nhân tố để hội tiếp tục vận động các hộ có điều kiện, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, đầu tư các mô hình cây trồng, con nuôi mới, gắn với thị trường, từ đó nâng cao giá trị thu nhập. Diễn ra trong 3 ngày, từ 27 đến 29 tháng 3, lễ hội Đền Phố Cát là hoạt động văn hóa quan trọng của huyện Thạch Thành trong năm 2024, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách xa gần. Lễ hội Đền Phố Cát năm 2024 được tổ chức với phần nghi lễ trang trọng và chương trình nghệ thuật sân khấu hóa với chủ đề Linh thiêng Thánh mẫu Hội đền Phố Cát. Hoạt động đặc sắc nhất trong lễ hội đó chính là lễ rước bóng Thánh mẫu. Ngoài ra, lễ hội còn có nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ dân vũ thì đấu bóng truyền hơi. Theo sử sách ghi lại, Đền Phố Cát thuộc di tích thắng cảnh Phố Cát nằm trên địa bàn thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành được xây dựng dưới triều vua Lê Cảnh Hưng 1740-1786 là nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một vị thánh trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian người Việt. Trong các đền thờ Thánh Mẫu, đền phố Cát là nơi đầu tiên trong cả nước được ban sắc phong cho Thánh Mẫu là Thượng Đảng Thần. Trước đây, lễ hội đền phố Cát được tổ chức kéo dài từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 3 tháng 3 âm lịch, chính lễ vào ngày 18 tháng 2 âm lịch với các hoạt động lễ bái, thượng đồng, và các trò chơi dân gian. Nhiều năm qua, lễ hội đền phố cát dần bị mai một. Việc khôi phục lại lễ hội đền phố cát đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân, du khách. Đồng thời, đây cũng là cơ hội quảng bá tiềm năng du lịch, hình ảnh đất và người thạch thành đến bạn bè trong và ngoài tỉnh. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, bản sắc văn hóa ẩm thực vùng miền phong phú và hấp dẫn, khí hậu hài hòa, Thanh Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng. Đây cũng được xác định là một trong những dòng sản phẩm du lịch chủ lực của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay tại nhiều huyện, việc phát triển của loại hình du lịch này vẫn còn nhiều hạn chế. Dù có thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa, song việc phát triển du lịch cộng đồng tại Thanh Hóa đang gặp nhiều khó khăn do hạ tầng du lịch chưa đồng bộ, sản phẩm du lịch đơn điệu và manh mún nhỏ lẻ. Nhân lực làm du lịch chưa chuyên nghiệp và bài bản các cơ sở kinh doanh du lịch đang mạnh ai nấy làm hoặc theo kiểu phong trào với tầm nhìn ngắn hạn. Khi mà chúng ta truyền thông được tốt thì khách hàng sẽ đến rất nhiều. Và tôi cũng thấy là ở Phú Luông đã được truyền thông rất tốt rồi nhưng ngoài Phú Luông ra thì Thanh Hóa còn có rất nhiều những cái cái bản làng khác mà hay những cái nơi khác mà chưa được khai thác du lịch cộng đồng không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nhiều bản làng đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện cuộc sống của người dân mà còn đóng góp tích cực vào việc bảo tồn phát huy lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số đặc sắc trên địa bàn tỉnh thanh hóa do vậy những hạn chế yếu kém trong phát triển du lịch cộng đồng tại thanh hóa cần sớm được khắc phục để loại hình du lịch này có những bước phát triển nhanh và bền vững hơn chỉ chưa đầy 3 tháng đầu năm 2024, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 5 người, bị thương 2 người. Qua thực tế cho thấy, cần nhanh chóng có biện pháp khắc phục nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực này. Đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Xuân Phú có chiều dài hơn 4 km, trong đó có gần 2 km từ km 570 500 đến km 572 200 thường xuyên xảy ra va chạm và tai nạn giao thông nguyên nhân do địa hình nơi đây có nhiều đoạn đường cong và dốc nguy hiểm, che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. Bên cạnh đó, chiều rộng mặt đường nhỏ hẹp, chỉ khoảng 5 mét và không có vỉa hè, không có hộ lan. Trên tuyến đường lại thiếu biển cảnh báo, hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm khiến việc đi lại vào thời điểm này rất khó khăn và nguy hiểm. Khu vực này cũng có rất nhiều đường nhánh giao cắt với đường chính, mật độ phương tiện lưu thông nhiều, nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Thường xuyên tuần tra kiểm soát tại các khung giờ cao điểm các cái vị trí mà phức tạp về trật tự an toàn giao thông để từ đó là làm đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông. Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng khắc phục những bất cập đảm bảo giao thông tại khu vực này, người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên các tuyến đường hẹp, nhiều đoạn cong, có nhiều đường nhánh cần quan sát cẩn thận, không phóng nhanh vượt ẩu để đảm bảo an toàn. Bản tin thời sự 14 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.